Em chào bác nhá. Này, hôm nay em lên vườn lan của ông anh này. Đây là những mặt hàng lan này. Ai có nhu cầu lấy hàng thì liên hệ anh Trung nhá. Em sẽ để link kênh của anh ở dưới phần mô tả. À, các bác nhìn thấy nhiều chà vàng chưa? Nhiều lắm. Bây giờ ra đây chắc phải mấy trăm con. Đây này, đây chỗ tắm của nó nhá. Nó thức ăn quay cho các bác xem. Các bác nào mà có ý định làm AV thì làm kiểu này nhá, hợp lý. Nó phải rộng như này mới được. Các bác mua chim họ bẫy lưới hay là gì về thả cả một đàn như này này, sau bắt đầu các bác tách dần ra. Nhiều con đẹp lắm các bạn này. Đẹp lắm này. Đây này, đây này, đây này. Đấy. Đấy, bộ đẹp cực kỳ luôn. Đây, con này rất là nhiều này. Dùng này cho các bác xem. Đây, nhìn có thích không các bác này? Nuôi như này thích không gian mà rộng. Các bác cứ nuôi như này cho em nhé. Bảo đảm tuyển được hàng đẹp này. Nhiều hàng chơi luôn. Rất nhiều, cực kỳ nhiều hàng chơi.